thưa các nhà khoa học, thưa các quý vị đại biểu, thưa các thầy, các cô và các em sinh viên và triết học và một số các bạn trưởng thành khoa soạn nhân văn. Theo thông lệ hàng tháng thì khoa triết học trường đại học khoa nhân văn trân trọng mời các vị học giả trong và ngoài nước tới tham dự các buổi tọa đàm khoa học, thuyết trình khoa học, trao đổi những vấn đề học thuật cũng như những vấn đề mang tính chất thời sự đời sống khoa học chúng ta. Hôm nay theo thông lệ khoa triết học hôm nay mình dự đón tiếp và hai nhà diễn giả rất là quen thuộc với tất cả chúng ta đã từng tham gia giảng dạy của nhiều trường đại học và các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế, giáo sư Phạm Đức Hưng và giáo sư Núi Như. Thì hôm nay thì cái buổi tọa đàm của chúng ta với cái tiêu đề sức sống và con người từ các độ triết học và toán học, chúng ta hân hạnh và trước hết là giáo sư Úy Như đang từng đã là nhiều năm giảng dạy công tác của đại học Đà Lạt đây là chương trình thì tiêu đề không gian vô vô di truyền học và thông tin bất mãn. Thì sau đó thì tiếp đấy là cái chương trình của giáo sư Phạm Đình Hưng, chúng ta sẽ mỗi nghe mỗi chương trình viên có một cái thời gian khoảng 1 đến 15 phút, sau đó chúng ta nghỉ giải lao để còn vì sau đó thì bước vào cái giai đoạn tiếp sau là tranh luận và những câu hỏi cho các thầy diễn giả. Cho nên xin trân trọng là kính mời giáo sư Núi Như, tác giả của cái cuốn tên đề thứ tự và không gian không thời gian trí học, chương trình chúng ta có chủ đề không gian vô vô di truyền học và không khí văn minh. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị lãnh đạo khoa triết, kính thưa các nhà khoa học, đầu tiên là chúng tôi có cái cảm giác rất là hạnh phúc vì thấy một cái không khí đồng ấm và được gặp lại rất nhiều các nhà khoa học đã từng tham dự các cái lần seminar trước đây, thấy các giáo sư vẫn khỏe mạnh và vẫn phấn chấn, thì chúng tôi rất là phấn khởi về cái sự hiện diện của các giáo sư. Tôi cũng xin phép giới thiệu thêm một chút xíu. Hôm nay đến dự cái seminar này thì người cạnh tôi đây là phó giáo sư tiến sĩ toán học Nguyễn Thị Ngọc Quyên, nhiều anh chị đã biết, hiện giờ là phó giám đốc trung tâm tiềm năng con người, đã từng là giám đốc của nhà xuất bản đại học quốc gia như thế. Cũng xin giới thiệu tiến sĩ Huỳnh Thanh, mời anh Huỳnh Thanh. Tiến sĩ Huỳnh Thanh là viện trưởng viện triết học phát triển, vừa mới từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra để dự cái này, và tiến sĩ Huỳnh Thanh thì cũng rất quan tâm đến cái nội dung này. Đấy, thì còn lại thì các vị cũng đã thân quen cả. Trong cái phần trình bày thì để tránh cái chuyện là nó bị đứt đoạn ở giữa lâu quá đấy, cho nên là gần như là chúng ta không có cái 20 phút chính thức để mà có free break, thì như vậy tức là trong cái không khí cởi mở thì vị nào cần uống cà phê uống trà thì mình cứ là tùy nghi di tản để cho nó thoải mái, để nó không có nặng nề quá. Bây giờ thì tôi xin phép vào cái nội dung chính.
Thì như cái tiêu đề của cái buổi seminar hôm nay thì đã ghi trên bản kia là sự sống và con người từ góc độ triết học và toán học. Cho nên là hôm nay thì chúng ta cũng làm quen một chút những vấn đề về toán học, bởi vì đó là cái góc nhìn mà nó khác với các cái góc nhìn khác. Thì tất nhiên là chúng tôi cũng sẽ trình bày một cách nó nhẹ nhàng để cho chúng ta nắm được cái tinh thần đó. Các nhà triết học cũng như các nhà vật lý và các khoa học khác thì luôn luôn là quan tâm đến vấn đề không gian và thời gian. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một cái không gian cũng không được phổ biến lắm, là không gian topo. Thì thứ nhất là chúng ta nói qua một chút về cái cấu trúc đại số. Trong cái phần cuối của cái sự trình bày này thì chúng tôi sẽ có đề cập đến lý thuyết âm dương ngũ hành. Và cái lý thuyết âm dương ngũ hành này thì nó là một cái sản phẩm khoa học và triết học của phương Đông, nhưng mà cái đánh giá, cái nhìn nhận của nó đấy thì nó còn có nhiều vấn đề. Và vì vậy hôm nay thì cái phần sau của cái trình bày thì sẽ đụng chạm đến cái thuyết âm dương ngũ hành. Đấy. Vì thế thì bây giờ chúng ta phải nói về cái cấu trúc. Thì các ngành khoa học, toán học, vật lý học, vân vân thì không nói rồi, nhưng mà các ngành khác như là triết học hay là văn học thì chúng ta đều có một cái nhu cầu là định lượng, đều có cái nhu cầu là định lượng. Và vì định lượng như vậy thì chúng ta phải sử dụng đến một cái khái niệm chung, đó là khái niệm về cấu trúc đại số. Thì nói một cách đơn giản, như thế nào là một cấu trúc đại số? Thì một cấu trúc đại số là gì? Là một tập hợp x, và trên cái tập hợp ấy thì có một vài phép tính, thì một cái không gian như vậy, một cái tập hợp như vậy thì nó được gọi là một cấu trúc đại số, một tập hợp và một vài phép tính. Thế thì cái cấu trúc đại số mà chúng ta quen thuộc từ lúc còn nhỏ đó chính là số học. Số học cũng là một cái cấu trúc đại số, bởi vì nó xây dựng trên tập hợp các số tự nhiên và các phép tính cộng trừ nhân chia. Đấy là cái, đó là một cấu trúc đại số mà chúng ta đã rất là thân quen. Đấy. Tuy nhiên thì có một cái đại số mà chúng ta rất biết để ý, đó là đại số Boole. Đại số Boole chính là nền tảng của khoa học máy tính ngày nay. Đấy. Thì đại số Boole ấy thì là do một cái nhà khoa học người Anh là George Boole. Ông này không phải là một nhà toán học. Ông này chỉ là một ông giáo dạy toán ở trường trung học. Nhưng mà với cái thiên bẩm của ông ấy thì ông ấy đã đề xuất ra cái gọi là đại số Boole. Thì cái tác phẩm nổi tiếng của ông ấy là gì? Là những quy luật của tư duy. Cái cuốn sách của ông ấy xuất bản thực ra nó là như vậy. Và cái rất là đặc biệt của cái đại số Boole ấy là nó chỉ chạy trên hai biến số. Cái đại số Boole nó khác cái đại số khác, ví dụ như là đại số tuyến tính, đại số vector vân vân, thì cái vùng biến đề của nó rất rộng.
Nhưng mà cái đại số vun thì nó có một cái rất là kỳ quặc, tức là nó chỉ chạy trên hai biến số là 0 và 1. Sở dĩ nó chạy hai biến số 0 và 1 như vậy là vì là cái nguồn gốc của cái đại số này nó là đại số tư duy. Đại số tư duy. Và nó chính là cơ sở của đại số logic, tức là đúng và không đúng. Thế mà cái đại số đó bây giờ chính là cơ sở của máy tính điện tử, có một tổ khoa học computer sử dụng hai cái con số là 0 và 1 và sử dụng ba phép tính, là phép tính hợp, phép tính giao và phép tính phủ định. Đấy, thì cái đại số Boolean ấy nó là một ví dụ rất hay về cái cấu trúc đại số. Một cái tổng hợp chỉ có hai số là số 0 và số 1 và trên nó sử dụng ba phép tính và nó tạo thành một cái đại số mà cái sức ứng dụng của nó trong máy tính bây giờ quý vị thấy là nó mênh mông đến như thế nào. Thì đấy là một cái ví dụ rất hay về cấu trúc đại số. Nhân thể thì cũng xin nói ra ngoài một chút, tức là cái gia đình của Joseph Boone này nó là một cái gia đình rất là lạ. Cái ông anh trai của Joseph Boone ấy thì chính là cái người mà đầu tiên trên thế giới đã chinh phục cái đỉnh Himalaya, và tên của ông ấy vì thế mà được đặt cho cái đỉnh đó là Everest, thì chính là anh trai của ông Boone, Joseph Boone. Joseph Boone có một người con gái mà chúng ta rất quen nhưng mà ít ai để ý, đó là nữ văn sĩ tác giả của cuốn Chuyển Châu, đấy là con gái của Joseph Boone. Đấy, cho nên là nó có nhiều cái coi như vậy. Thế thì trong cái nhu cầu định lượng đó thì chúng ta thường sử dụng hai cái hệ thống định lượng. Cái hệ thống thứ nhất ấy là hệ thống lý thuyết số, nói cách đơn giản là sử dụng số học.